Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. Chúng ta đã được xem những series tài liệu khám phá gần như mọi thứ tồn tại trên trái đất, được chiếu trên các kênh du lịch hoặc khám phá kiểu như Discovery hay là National Geographic. Có thể kể đến như nhà ma, ẩm thực, thiên nhiên, văn hóa của các nước trên thế giới. Và chắc chắn sau khi xem xong những thước phim tài liệu này, bạn sẽ tò mò muốn xách ba lô đến những nơi đó để tự mình trải nghiệm. Nhưng có một nơi chắc là cũng ít ai có cơ hội, nếu không muốn nói là ngốc nghếch lắm thì mới muốn được trải nghiệm. Đó là nhà tù, nơi tạo điều kiện cải tà quy chính. Rất may là đã có một series giúp chúng ta làm điều đó. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video recap series tài liệu khám phá Inside the World's Toughest Prison. Đây là series tổng hợp những trải nghiệm làm phạm nhân của Paul Connolly ở trong những nhà tù hardcore nhất thế giới. Và trong nội dung video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 4 nhà tù trong season 1, lần lượt ở Honduras, Ba Lan, Mexico và Philippines. Video được mang đến cho bạn bởi Content Sang Sung. Và tôi cần quại, đây là Paul Connolly. Ông này cùng với cameraman của ông sẽ cho chúng ta cái nhìn cận cảnh về cuộc sống đằng sau song sắt, không chỉ của riêng tù nhân mà còn của những người cai ngục bên ngoài. Đến với tập đầu tiên, nhà tù Danli ở Honduras, nơi đang chứa hơn 700 phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau. Vậy điều gì làm cho nhà tù Danli khác biệt và khắc nghiệt? Chúng ta sẽ được biết ở phần tiếp theo. Trở lại với Paul, giờ có thể gọi là phạm nhân Paul. Anh được dẫn vào nhà tù rồi thực hiện các thủ tục như bao tù nhân khác: lột đồ để kiểm tra cơ thể này, lăn tay này, chụp hình để thêm vào hồ sơ này. Bất ngờ ở chỗ cai ngục không lột đồ kiểm tra kỹ bằng các tù nhân ở đây. Vì ở Danli, phạm nhân có quyền hành ngang với cai ngục. Cụ thể, những phạm nhân trong đây sẽ được quản lý hai lớp: một lớp là cảnh sát quản ngục và một lớp là phạm nhân cai quản. Lớp phạm nhân cai quản này được mọi người gọi là điều phối viên. Họ được quyền dùng gậy và hỗ trợ cảnh sát cai ngục quản trại ở đây. Lạ lùng đúng không? Nhà tù kiểu gì lại để cho phạm nhân tự quản thúc? Nhà tù Danli thuộc Bartolinas, nơi được biết đến như là điểm nóng của tội phạm. Theo như số liệu thống kê được nói trên phim thì ở Honduras, mỗi tháng có hơn 400 người ngùm củ tỏi. Một nơi tuyệt vời để start up bán quan tài. Anyway thì Honduras được biết đến là nơi nghèo thứ hai ở Trung Mỹ, bần cùng sinh đạo tặc. Tuy nhiên họ không cướp bóc, họ chỉ vận chuyển mai thúy mà thôi. Với những hậu quả từ cuộc đấu tranh quyền lợi giữa nhiều thế lực mai thúy thì quân đội bắt buộc phải can thiệp để chấn chỉnh lại người dân, rồi đem họ vào nhà tù Danli này. Danli là tổ hợp đầy đủ các thành phần bất hảo trong xã hội ở Honduras, từ trộm vặt, hấp diêm đến đường dây vận chuyển buôn bán mai thúy. Sau khi Paul làm xong các thủ tục của quản ngục thì anh được tổng điều phối viên ở đây, tên là Nuri, giới thiệu về văn hóa của nhà tù Danli. Có thể kể sơ qua điển hình như là Paul muốn ngủ thì phải bỏ tiền ra mua đệm của Nuri. Anh muốn yên thân thì không được làm phật ý các điều phối viên. Những phạm nhân nào có dùi cui thì họ sẽ là điều phối viên. Tuy có phân chia phòng giam nhưng đa số các phạm nhân đều phải ở chung. Vì số lượng phạm nhân đông nhưng phòng thì không đủ chứa, nên việc một phòng giam mà có đến tầm 10-20 phạm nhân ở chung là chuyện khá bình thường. Và đương nhiên là họ phải sử dụng chung phòng vệ sinh. Người mới vào sẽ là người dọn dẹp nhiều hơn. Đương nhiên Paul đã trải nghiệm qua chuyện đó. Sau khi xong phần văn hóa thì đến phần ẩm thực. Cũng giống như bao nhà tù tiết kiệm chi phí khác thì phạm nhân sẽ là người nấu. Paul bước vào căn bếp ngoài trời, anh trò chuyện với những người nấu ăn ở đây. Ở ngoài họ cầm dao để làm việc xấu, ở trong đây thì họ cầm dao để làm việc có ích. Với kinh phí ít ỏi từ nhà nước thì họ buộc phải liệu cơm gắp mắm, tìm đủ mọi cách để có thể phục vụ khoảng 700 miệng ăn. Với sự quản lý lỏng lẻo cũng như thiếu thốn về mặt vật chất, các tù nhân trong nhà tù đã phải vật lộn bằng nhiều cách để có thể tồn tại. Ngay cả việc phải phạm pháp khi đang bóc lịch ở trong này. Lấy ví dụ như là Paul vào tù không một xu dính túi, nhưng vì ở đây không có đủ chỗ nằm nên phải bỏ tiền mua hoặc thuê nệm của Nuri. Ngoài ra vì ăn uống không đảm bảo chất lượng nên trong này cũng có căng tin để phục vụ. Ngay cả nước nhà vệ sinh còn phải bỏ tiền để mua. Paul phải làm gì để chi trả những thứ trên? Vâng, đó chính là tiếp tục phạm pháp, kiểu ăn cắp tiền này, bán chất kích thích này, hoặc may mắn hơn thì nói người nhà cung cấp đồ dùng cho. Tuy nhiên nhà tù này cũng có sự phân chia giai cấp, và bọn hấp diêm sẽ là những người ở đáy xã hội trong đây. Họ sẽ được giam trong một khu riêng biệt. Vậy thì tại sao ở đây tù nhân lại tự quản thúc lẫn nhau? Quay về thời điểm năm 2014, thời điểm mà chính phủ còn vận hành nhà tù này. Với mức kinh phí eo hẹp thì những phạm nhân lúc đó vừa phải chịu áp bức, vừa phải chịu sự thiếu thốn còn tệ hơn cả khu hổ chuột ở bên ngoài. Vì vậy họ đã đứng dậy bạo loạn. Những người cầm đầu bạo loạn thời điểm đó giờ đã trở thành các điều phối viên. Quả là một cách xử lý không hề khôn ngoan của chính phủ khi bắt tay với phạm nhân để cùng quản lý nhà tù. Nhưng ở một góc độ nào đó, những điều phối viên sẽ dễ tiếp cận phạm nhân hơn là các cai ngục, từ đó họ dễ quản lý phạm nhân hơn. Vì những điều phối viên cũng là các phạm nhân, nên đến tối họ cũng sẽ cùng các phạm nhân khác bị cảnh sát cai ngục khóa cửa nhốt lại. Đến sáng thì họ sẽ tiếp tục làm việc. Cuối cùng chúng ta sẽ đi qua cách để phạm nhân được giảm án. Đó chính là đọc sách. Yep, chính xác. Các tù nhân ở đây sẽ được xem xét quyết định ân xá nếu họ thực sự dành nhiều thời gian ở thư viện. Để tổng kết lại về nhà tù Danli thì tôi sẽ tóm tắt bằng một vài câu: cai ngục làm tròn bổn phận, phạm nhân muốn yên thân thì nghe lời điều phối viên, muốn được ân xá để ra ngoài sớm thì hãy ham đọc sách, và ham quyền lực thì hãy cố gắng trở thành điều phối viên. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng Paul đến với nhà tù ngộp thở nhất Ba Lan.
Thứ làm tôi ấn tượng nhất ở nhà tù này đó chính là thiết kế và sự an ninh của nó. Đây sẽ là một nơi lý tưởng để Michael Scofield có thể nghiên cứu rồi tìm cách vượt ngục. Nơi đây chứa hơn 700 tù nhân nguy hiểm nhất Ba Lan. Và mức độ an ninh của nó thì cứ phải gọi là gần như perfect. Đúng là nhà tù đến từ châu Âu có khác. Paul sẽ sử dụng gói trải nghiệm 5 ngày để tận hưởng trọn vẹn những dịch vụ ở đây. Ngay từ những giây đầu tiên bước vào, Paul đã cảm thấy đáng sợ. Không phải vì ma mị mà tất cả họ đều mặc quần nâu của 360 boutique với những tính năng vô cùng vượt trội. Chất vải mềm mịn, không chỉ thừa, không nhăn. Chiều dài trên mắt cá chân mang lại sự trẻ trung thời thượng. Không phải quần nâu 199k, đây là quần nâu với giá sốc chỉ 179k. Giá chỉ áp dụng khi anh em nhập mã 360B179KA. Nhận hàng không đúng quảng cáo, xin anh em cứ đánh giá một sao. Quần đẹp như trong mình, chất lượng vải miễn chê. Đã có sẵn link ở dưới phần mô tả và comment cho anh em, đừng bỏ lỡ. Không phải vì ma mị mà là phong thái của những cai ngục ở đây. Họ tỏa ra một luồng năng lượng rất là lấn át. Có lẽ ai bước vào đều cảm thấy như vậy. Paul được xếp ở chung với hai người phạm tội lừa đảo tài chính. Dãy hành lang phòng giam cho chúng ta thấy được nơi đây ngột ngạt đến cỡ nào. Khung cửa sổ là luồng ánh sáng tự nhiên duy nhất có ở trong phòng. Sau một hồi trò chuyện thì Paul cảm thấy nơi đây rất nghiêm ngặt. Anh còn được khuyên nên cạo râu, nếu không anh sẽ bị trừng phạt vì giao diện của anh khác với ảnh chụp hồ sơ tội phạm của cai ngục. Ngoài ra nếu như anh vi phạm một số nội quy khác nhiều lần, anh sẽ bị biệt giam 14 ngày và mất đi quyền thăm nuôi. Rõ ràng nơi này là cực kỳ khắc nghiệt nhưng rất phù hợp cho những phạm nhân bất trị, những tù nhân được giao nhiệm vụ lao công. Khi họ thực hiện xong nhiệm vụ thì phải lột đồ khám xét rồi mới được trở về phòng, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối. Không có chỗ cho ý định nhét vật nhọn vào S hay là bất cứ nơi đâu trong cơ thể khi trở về phòng. Việc ăn uống ở đây cũng được kiểm soát khá nghiêm ngặt. Phạm nhân sẽ được quản ngục đẩy xe tới từng phòng phát đồ ăn, cứ như là dịch vụ phòng khách sạn nhỉ. Làm như vậy sẽ giảm thiểu tương tác giữa các tù nhân, tránh việc hình thành những băng đảng đằng sau song sắt. Nhà tù này kiểm soát phạm nhân 23 tiếng mỗi ngày. Họ sẽ có 1 tiếng đi dạo ra ngoài sau giờ ăn trưa. Nói là đi dạo cho sang mồm chứ thật ra là các phạm nhân sẽ được dẫn đến một khu kín cổng cao tường khác để có thể hít thở khí trời cũng như trò chuyện với nhau. Paul nhận xét là nhà tù này an ninh, cách ly và kỷ luật chặt chẽ. Những tôn chỉ của các nhà tù khắp nơi trên thế giới nên noi theo. Cai ngục ở đây có một món vũ khí lợi hại để kiểm soát các hành vi tàng trữ đồ cấm. Đó là đội kiểm soát nhanh. Họ lục soát tất cả các ngõ ngách trong phòng, sau đó còn cử vào thanh tra chó nghiệp vụ để kiểm tra chất cấm. Quả thật phạm nhân trong đây chỉ nên tuân lệnh tuyệt đối. Vì nếu phát hiện bất cứ ai vi phạm kỷ luật, họ sẽ bị trừng phạt bởi những người lính được huấn luyện kỹ càng nhất và sẵn sàng bán hành cho bất kỳ ai chống đối. Tuy nhiên đội kiểm soát này không tấn công bừa. Họ được tập luyện cho hầu hết những tình huống có thể sẽ xảy ra và họ đang thực hiện rất tốt điều đó. Theo lời của Norbert, trưởng đội cai ngục, thì team này chỉ cần xuất hiện với full giáp thì phạm nhân sẽ lập tức quấn ra đài và tuân lệnh bị áp giải. Sau đó Paul được trải nghiệm gói tẩm quất đối với những tù nhân chống đối. Anh bị trói chặt rồi bị biệt giam trong một căn phòng bé tí, được giám sát âm thanh và hình ảnh liên tục bởi những chuyên viên an ninh và một tâm lý gia để xem xét hành vi của anh có chuyển biến xấu hay không. Việc làm này vừa giúp tù nhân chống đối có thể bình tĩnh lại, vừa giúp các cai ngục có thể kiểm soát tình hình tốt hơn. Sau khi thoát ra ngoài, Paul cảm thấy cơ thể mình gần như kiệt quệ và chắc chắn sẽ không còn tư tưởng chống đối gì ở những lần sau. Cuối cùng Paul được nói chuyện với cựu thành viên Gripser, một trong những băng tàn bạo nhất ở Ba Lan từng xuất hiện trong nhà tù này. Tổng kết lại, những phạm nhân khi phải chuyển hộ khẩu vào nhà tù này, họ sẽ nhận được sự cô lập, tước quyền và kỷ luật, những thứ sẽ giúp chính phủ xây dựng nên một nhà tù trật tự khắc nghiệt nhất Ba Lan. Tiếp theo là nhà tù El Hongo ở Mexico. Nhà tù này bị cô lập ở sa mạc Baja và có hơn 1.000 tù nhân đang được giam ở đây. Một trong những lý do khiến nơi này đông tù nhân chắc có lẽ là đồ mễ ngon. Vì vậy các băng đảng buôn mai thúy chọn cách thanh trừng lẫn nhau để tìm cách chiếm hết thị trường Hoa Kỳ. Cuộc chiến đẫm máu này xảy ra vào năm 2008. Có 23 người đã bỏ mạng. Sau đó những người chủ mưu đã bị gom về nhà tù El Hongo này. Và trong chuyến tham quan lần này, Paul sẽ dành một tuần để trải nghiệm hết các đặc sản ở đây. El Hongo được xây dựng như một pháo đài vô cùng kiên cố, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bê tông và kẽm gai là hai thứ dễ thấy nhất khi bạn vừa đặt chân đến đây. Nằm giữa sa mạc là thế nhưng nhà tù này cách biên giới phía nam nước Mỹ không xa, chỉ đâu đó khoảng 16 cây số thôi. Nên nhắm chạy được thêm 16 cây số thì hãng nghĩ tới chuyện vượt ngục nhé. Paul được giam chung với 37 phạm nhân, có nhiều tội danh khác nhau. Các tù nhân ở đây luôn phải để hai tay ra sau lưng mỗi khi di chuyển từ khu vực này ra khu vực khác. Đây là quy định chung của nhà tù. Họ chỉ được để tay bình thường khi bước vào phòng giam. Và buổi tối các tù nhân ở đây sẽ điểm danh bằng vân tay. Well thì nó cũng gọi là một kiểu chấm công ấy. Chấm công đến ngày được ra trại. Tuy nhà tù được kiểm soát khá là nghiêm ngặt với camera an ninh luôn quan sát từng nhất cử nhất động của tù nhân, nhưng có một nơi mà CCTV không được lắp đặt, đó là nhà tắm. Ban quản lý nhà tù tôn trọng riêng tư lúc tắm cho tù nhân, còn mấy ông quay phim series này thì lại không. Họ quay lại cảnh những người đàn ông trần như nhộng đang tắm và làm vệ sinh. Cũng chính vì nhà tắm không có camera an ninh nên nơi đây là nơi thường xuyên xảy ra những xung đột giữa các tù nhân. Với quy mô rộng lớn là vậy, các tù nhân không chỉ ngồi không xé lệch cho nó qua ngày, họ được chỉ định hoặc có khả năng làm những công việc phù hợp có trong khu này. Một số bạn tù của Paul thì làm ở xưởng may, còn Paul thì sẽ được trải nghiệm làm phụ bếp, chuẩn bị thức ăn cho hơn 1.100 tù nhân.
cũng như bao nhà tù khác, El Hongo được thiết kế riêng một nơi để giam giữ những tù nhân nguy hiểm nhất, có xu hướng bạo loạn nhất. Họ gọi khu này là Eco Block. Ở ngày tiếp theo, Paul được quan sát cách vận hành của cai ngục. Vì đã có tiền lệ bạo loạn nhà tù đẫm máu, nên các cai ngục ở đây luôn giữ tinh thần tỉnh táo và cẩn trọng trong mọi tình huống. Lúc này anh được nhà tù cho phép vào để tận mắt chiêm ngưỡng Eco Block, khu vực an ninh siêu cấp VIP Pro để chăm sóc cho những tù nhân trọng tội. Eco Block đầy ám khí, không khí ở đây nặng nề đến kiệt sức. Nhìn vào dãy hành lang phòng giam này, tôi liền liên tưởng tới nhà tù tử tội trong The Green Mile. Nó âm u mệt mỏi đến lạnh người. Cuối cùng anh được nói chuyện với giám đốc nhà tù và biết được ông ta đã và đang phải trải qua những nguy hiểm gì khi đứng đầu nơi giam giữ của những tay anh chị máu mặt trong xã hội. Ông cho biết thêm, việc bản thân và gia đình luôn phải trong tình trạng cảnh giác ở mọi tình huống là sự đánh đổi để góp một phần sức lực trong công cuộc thay đổi nhận thức xã hội. Tóm lại, nhà tù El Hongo là một nhà tù đang vận hành rất hiệu quả trước muôn vàn những khó khăn thách thức đang tồn tại trong một xã hội Mexico đầy rẫy những hiểm họa khôn lường về mặt chính trị lẫn những thế lực ngầm thao túng ở phía sau. Tiếp đến và cũng là điểm đến cuối cùng, Paul sẽ trải nghiệm hai nhà tù ở Philippines, nhà tù Rizal và một nhà tù không tên ở miền nam Philippines. Theo như thống kê được đề cập trong phim, có hơn 140 vụ án xảy ra mỗi tuần trên toàn quốc. Và rồi nhà nước phải vào cuộc để chấn chỉnh lại tình hình đất nước bằng việc bắt tạm giam tất cả những người có liên quan vào các nhà tù. Nhưng mà chưa xét xử ngay, vì hệ thống tư pháp ở đây đang trong tình trạng quá tải, cho nên những nghi phạm trên bị giam chung với những phạm nhân băng đảng nguy hiểm, đến nỗi có những nghi phạm đã bị giam đến 14 năm mới được gọi hầu tòa xét xử, và dần ra họ bị thao túng bởi những thế lực trong nhà tù. Tính đến thời điểm trên phim thì nhà tù này đang chứa hơn 150 phạm nhân, cũng tương tự như nhà tù ở Honduras. Tù nhân ở đây sẽ bị quản lý bởi hai lớp, cảnh sát và băng đảng Sputnik. Cảnh sát sẽ quản lý theo luật pháp, còn băng đảng sẽ quản lý theo phần kỷ luật. Điều bất ngờ đầu tiên là trong 4 nhà tù vừa qua, chỉ có duy nhất nhà tù Rizal là không bắt Paul lột đồ khám xét. Ngay cả việc kiểm tra cơ thể thì nhìn rất là qua loa. Cộng thêm hệ thống dữ liệu ở đây còn khá thô sơ, đến nỗi thông tin hồ sơ tội phạm của Paul còn được nhập bằng máy đánh chữ thời xưa, còn ảnh đại diện thì được chụp bằng điện thoại. Cảnh sát sau khi hoàn thành hồ sơ cho Paul thì đã hết nhiệm vụ. Phần việc tiếp theo, cụ thể là những diễn biến bên trong song sắt, sẽ là do băng Sputnik quản lý. Kể cả việc đưa ra hình phạt đối với những hành vi bạo loạn, người lãnh đạo băng đảng sẽ có những đặc quyền riêng, được đưa ra quyết định trừng phạt ai, không cần phải dọn dẹp vệ sinh trong phòng giam, cũng như được hưởng các quyền lợi nhất định. Có thể nói đây là một dạng phân chia giai cấp, khi những thành viên thuộc băng đảng sẽ nắm thế bề trên, có những người không tham gia thì sau một thời gian bị áp bức bóc lột, họ cũng phải tham gia. Điều này theo tôi thấy sẽ làm cho băng đảng ngày càng đông hơn, một thế lực vững chắc khó mà xô ngã. Vì có một số lượng không nhỏ những người chưa được xét xử, có thể nói là họ vô tội, bị giam giữ ở đây vài năm. Đến khi được xét xử vô tội thì họ cũng đã mang danh là đã ngồi tù. Phải công nhận thanh tra ở đây điều tra kỹ ghê, vài năm mới xong một vụ nghi ngờ tàng trữ ma túy. Điển hình như trường hợp của một nữ phạm nhân, cũng vì đời sống nhà tù đưa đẩy nên cô đang đảm nhận chức lãnh đạo trại giam nữ thuộc băng Sputnik. Cô đã ở đây 8 năm vì tội nghi ngờ tàng trữ chất cấm. Lúc nói chuyện với Paul, cô giờ đã được tòa án phán vô tội và sẽ ra trại vào ngày hôm sau. Cô chia sẻ rằng trong suốt 8 năm ngồi tù oan đó, chuyện làm cô đau lòng nhất đó là cô đã không thể có mặt ở nhà lúc đứa con thứ hai của cô mất do bệnh sốt xuất huyết. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng Paul đến với nhà tù miền Nam Philippines, nơi đang giam giữ 486 phạm nhân. Ấn tượng đầu tiên về nơi này là nhìn rất nông thôn, mọi thứ đều thô sơ. Chế độ quản lý ở đây cũng tương tự như nhà tù Rizal. Điều đáng quan ngại nhất ở nhà tù này là với không gian chật hẹp như vậy, cộng thêm số lượng phạm nhân không nhỏ, sẽ dễ dẫn đến tình trạng một người bệnh cả phòng thành F1, nhất là mầm mống bệnh lao. Vì thế nhà tù này thiết kế riêng một khu cách ly dành cho những người đang mắc bệnh lao truyền nhiễm. Sau chuyến du ngoạn qua hai nhà tù khắc nghiệt nhất Philippines, thì Paul của chúng ta đã thấy được những vấn đề đang tồn đọng trong hệ thống tư pháp cũng như nhân quyền ở những nhà tù này. Và nếu người dân Philippines không may trở thành tù nhân ở những nhà tù này, thì họ không khác gì bước vào địa ngục trần gian. Trải qua 4 nhà tù bóp nghẹt ý chí của tù nhân, Paul cho chúng ta thấy được hai khía cạnh, tù nhân và những người cai ngục. Sau những cuộc trò chuyện giữa Paul và những phạm nhân trọng tội, chúng ta thấy được phần nào đó sự hối lỗi, nhưng không có nghĩa là chúng ta cổ suý cho những sai lầm mà họ đã mắc phải. Việc đưa ra quyết định thực hiện hành vi tàn bạo đó là do chính họ, chứ không phải là bị thao túng hay thúc đẩy bởi ai đó như lời họ vẫn chia sẻ. Và những phạm nhân đó đang ở nơi mà họ nên thuộc về, nơi được xây dựng để chấn chỉnh hành vi sai trái, cũng như răn đe những người có ý định phạm tội. Vậy bạn nghĩ sao về series tài liệu khám phá này? Những nhà tù trên có thực sự khắc nghiệt hay có cần thêm bớt điều gì hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ thì tôi còn Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.